Chào tất cả các bạn, mình tên là Tạ Minh Chí. Hôm nay mình sẽ thuyết trình về bài Trống Rỗng Trong Sáng Ngoài Sông. Và khi lúc khi mở đầu thì thánh gióng từ trên xuống dưới, và quân địch chạy thẳng tới thánh gióng, nhưng mà đến nơi gần thánh gióng thì không dám đi. Đến lúc mình quật thành gióng, quật roi thì sẽ tăng lượng một điểm. Và khi Chào. đến 10 điểm thì gióng bị lấy roi và nhổ tre. Sau khi nhảy xuống dưới thì sẽ bị thua cuộc. Xuống nhỉ? Thế cơ. Trình bày đi. Vâng. Khi đến phong nền 6 thì thành gióng sẽ phải đánh xuống địch. Và bắt đầu đối đầu với tướng địch thì tướng địch có 10 mạng. Khi đánh roi ly thì nó sẽ xuống bậc 2. Khi số mạng bằng không thì có điều gì xảy ra? Cái này là cô đánh trúng nhưng mà không thích hợp với cô nên là cô không biết nó sai. Thì con cứ trình bày đi, sau đó lát nữa mình trình bày cả lỗ ra. Khi đánh hết 10 mạng của tướng địch thì mình sẽ chiến thắng, và nó phát tiếng kêu chiến thắng. Là và có một số lỗi mình là ban đầu nhân vật khi chỉnh có 70, 20, 30 với cả 60 là bắt đầu có hình ảnh lỗi. Nó còn khi đấy còn còn tiếp theo là máy mình khi hơi lag nên là có một sự cố là thành gióng di chuyển chậm. Lỗi thứ ba là khi lại gần thành gióng thì quân địch sẽ lùi. Còn khó khăn nhất là phần nổ tre, thì khi nhổ tre thì tre vẫn khi đánh xong thì tre vẫn sẽ mặc ở, thì tre vẫn ở thành gióng đang cầm tay, và trong khi đó tướng địch chỉ ra tới chỗ tre là phải chạy ra chỗ khác, nên chỉ riêng tướng địch là không bị. Và bạn có thể giới thiệu về tính năng lập trình qua màn tiếp theo được không? Tính năng qua màn tiếp theo thì sẽ khi bấm vào lá cờ xanh
thì nó sẽ đổi phong nền thành phong nền một. Khi nhận bắt đầu thì phát âm thanh movie đi bộ 2. Khi thắng chiến thắng dừng lại các bản khác của nhân vật, phát âm thanh win. Khi nhận thua dừng lại các kịch bản nhân vật, phát âm thanh lúc đến hết. Cô đang hỏi tính năng đổi, tính năng qua màn, tức là đổi phông nền ấy. Khi mà thánh gióng đi hết biên bên phải sân khấu thì lập tức đổi phông nền, làm thế nào lập trình được tính năng đó? Khi bắt đầu thì sẽ bắt đầu phông nền một, và khi đổ liên tục, nếu nếu tọa độ là 220 thì sẽ sang phong nền tiếp theo. Khi ở phông nền 6 thì còn tính năng đổi phông nền nữa không? Còn khi ở phần tính năng ở phần tính phong nền của tướng địch thì sẽ là không thể khi chiến thắng, với cả không lúc mình đi vào phong mình tới 220 là tọa độ x nhỏ hơn tọa độ x thì nó sẽ không đi được nữa. Còn khi mình phải đối đầu với tướng địch, khi đánh tướng địch xong thì mình sẽ chiến thắng, và tướng và nó phát tên win bắt đầu. Em xin cảm ơn các bạn và các cô nghe về bài thuyết trình của em. Rồi, cô nhận thấy rằng là cái phần trình bày của Minh Chí thì nhiều chỗ cái phần ý diễn đạt của con nó chưa được rõ ràng lắm, chưa rõ ý lắm, mình nói chậm rãi thôi, nói chậm rãi các cái nội dung thôi, thì như vậy thì người nghe người ta sẽ nắm rõ hơn, người ta sẽ hiểu kỹ hơn về cái phần mình đang nói. Ví dụ khi nãy nhiều cái nội dung mà con nói cũng không hiểu con đang nói cái ý nào, mình phải diễn đạt nó chậm rãi lên nhá, và nói rõ ràng ra, không cần nói nhanh. Thế còn về dự án này thì cũng khá là ổn, nhưng mà vẫn còn lỗi ở cái phần tướng địch đúng không? Vâng ạ, cái Rồi. phần lớn con chưa mắc được nên tôi đánh cho gần lại thì nó sẽ không được. Thứ hai là đánh mãi chả được chữ tin nào thì con chắc cũng phải chỉnh sửa lại cái phần Ừ, nào rồi. mình xem lại phần tướng địch xem nào, các cái trang phục của nó như thế nào, khi mà tính điểm thì là nếu mà nó chuyển sang trang phục nào này, nếu mà người chơi bấm phím thì nó sẽ chuyển sang trang phục nào, là cái hành động ở trong cái phông nền 6, xem lại cho cô xem toàn bộ tướng địch xem là cần sửa ở đâu.